rồi em ngủ đi thôi. Hơi đâu mà lo lắng em ơi, bọn mình nghèo túng để cho quen, ngày sau giàu có mới thương thêm. Chẳng lẽ nghèo hoài hay sao? Không, giờ rồi anh biết chưa, anh sao anh còn thao thức trong đêm. Mình nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Thôi em đừng buồn nhé em. Anh ơi, anh suy nghĩ chi từng giờ cho em gối chăn hững hờ, gần nhau nhưng bơ vơ tối lắm. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh có, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm ôm o. Không, giờ rồi ta ngủ cho say, mãi đây còn lo kế sinh nhai. Bọn mình giờ rớt trắng đôi tay, vẫn tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt phai. Rồi anh biết chưa, anh sao anh còn thao thức trong đêm. Mình nghèo mà biết mến thương nhau còn hơn giàu có đổi thay màu. Thôi em đừng buồn nhé. Cho em gối chăn hững hờ, gần nhau nhưng bơ vơ tối lắm. Em ơi, rằng trời sinh voi sinh có, đâu ai đói mà em lo. Em thao thức hoài thêm ôm o. Không, giờ rồi ta ngủ cho tin hạnh phúc ở tương lai, không bao giờ tình nhạt. Rất nhiều khán giả hỏi anh Đào là bí quyết để làm thế nào để giữ gìn được làn da trắng sáng và đẹp rạng ngời. Anh Đào cũng bật mí bí mật với các bạn là anh Đào tin dùng bộ mỹ phẩm dưỡng da ngày và đêm của Cavado, thương hiệu mỹ phẩm số 1 của Mỹ dành cho người Việt Nam.
vạch trong sáng. Trời ngăn chi ôi vô tình vách cổ, người gần đây mà ngờ mấy quan san. Đêm nay nhớ trộm thương thầm người ta, nhà vạch chung nhau nhưng vẫn xa lạ. Để từng đêm trắng trôi qua, anh nhìn bóng mình trên vạch, nỗi cô đơn trăng trở trong lòng. Bao lần muốn ngỏ đôi lời làm quen, nhà vốn bên nhau anh sợ ưu phiền. Nghĩ mình sao quá vô duyên, yêu thầm chi người chung vách, để đêm về giấc ngủ không. Muốn ngỏ nỗi niềm riêng tư nhưng ngại lời em chối em từ. Rồi đêm đầu tay vàng lên màu khói, đốt buồn theo nỗi tương tư. Anh thấy đời anh quá bơ vơ. Đêm này thức trọn canh dài buồn tình, trời cách ngăn chi vách gỗ vô tình. Giá nhà không vạch chia dành, anh hầu em từng giật ngủ, cho thấy rằng anh quá yêu. Anh quá bơ vơ. Đêm này thức trọn canh dài buồn tình, trời cách ngăn chi vách gỗ vô tình. Giá nhà không vạch chia dành, anh hầu em từng giật ngủ, cho thấy rằng anh quá yêu em. Giá nhà không vạch chia dành, anh hầu em từng giật ngủ, cho thấy rằng anh quá yêu. Rất nhiều khán giả hỏi anh Đào là bí quyết để làm thế nào để giữ gìn được làn da trắng sáng và đẹp rạng ngời. Anh Đào cũng bật mí
bí mật với các bạn là anh Đào tin dùng bộ mỹ phẩm dưỡng da ngày và đêm của Cavado, thương hiệu mỹ phẩm số 1 của Mỹ dành cho người Việt Nam.